quý vị, Mini Thanh Mai với một sứ mệnh làm đẹp cho tất cả mọi người. Vì vậy chúng tôi luôn cập nhật những cái công nghệ, những cái phương thức mới nhất đến từ tiến sĩ bác sĩ tai cũng như là những tiến sĩ bác sĩ quốc tế để có thể chia sẻ nhiều hơn đến tất cả quý vị. Và quý vị đừng quên rằng nếu chúng ta có thời gian vào lúc 10 giờ sáng tại 158A đường Võ Thị Sáu, quận 3 sẽ có một cái hội thảo, và tại đây các bác sĩ sẽ chia sẻ những cái công nghệ về làm đẹp, về trẻ hóa da, giữ được sức khỏe cũng như là vẻ đẹp của mình rạng ngời mãi với thời gian.